Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin nhận định thị trường vào buổi sáng ngày 26 tháng 9 năm 2024. Và như thường lệ thì vào mỗi buổi sáng thì Gia TV sẽ làm các cái bản tin chia sẻ với các bạn, cũng giống như làm các cái video để chia sẻ với các bạn là à, nhận định thị trường à, về mặt uh, à, VN Index, rồi sẽ có chia sẻ với các bạn những lý do về mặt vĩ mô hay tổng hợp về liên thị trường để chúng ta có nhiều cái góc nhìn à, đá chiều và chúng ta sẽ đưa ra những quyết định sản xuất và với góc nhìn của Giữa ITV TV thì có lẽ rằng các bạn sẽ thấy rằng là khi các bạn xem lại video này các bạn nhớ bấm cho Giữa ITV TV những lượt like và những lượt comment và lượt đăng ký kênh các bạn nhé bởi vì trong video này thì Giữa ITV TV sẽ chia sẻ với các bạn nói đi giai đoạn siêu kiếm tiền của ở đến thị trường chứng khoán đó là mua gì cũng thắng này cho nên vào những thời điểm này chúng ta sẽ xem trong video này nói gì và các bạn hãy à, đừng quên bỏ bỏ qua những cái việc đó là bấm uh, subscribe kênh uh, bấm like và comment cho uh, gửi lời chào giữa ITP cùng như giữa ITV, gửi lời chào đến tất cả quý anh chị đang xem video này trong buổi sáng ngày hôm nay nhé uh, và bây giờ để uh, chúng ta không bắt đầu thì chúng ta đi qua uh, thông tin về liên thị trường một chút xíu các bạn về mặt à, thông tin lên thị trường thì à, chúng ta đang thấy tối ngày hôm qua thì à, sau khi Dow Jones à, đi lên à, vượt đỉnh à, ở quanh cái vùng là 42.200 thì các bạn có thể thấy là nó đã có một cái à, sự điều chỉnh nhẹ ở trên à, trên trên à, à, đô thị đó là giảm đi à, khoảng à, 293 điểm gần 300 điểm rồi đúng không ạ thì đang đóng phiên ở 41.914 các bạn cũng có thể thấy là chỉ số đồng đô la Index lại bật tăng mạnh lên với một trăm sáu đô đúng không ạ và khi mà hôm trước thì chiều hôm qua thì chúng ta mới thấy là một trăm hai thì bây giờ lên đến một một trăm sáu rồi như vậy thì nó vẫn chưa phá vỡ được những cái mốc gọi là có hai con số đúng không ạ cho nên vào những thời điểm này khi mà chúng ta đang nhìn thấy lại thì chúng ta sẽ thấy là S&P 500 thì cũng giảm nhẹ và Nasdaq cũng chỉ tăng nhẹ thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy điều gì À, qua cái việc à, thông tin về nắm bắt về lên thị trường chúng ta phải thấy rằng là ở thị trường chứng khoán Mỹ sau một cái đợt giảm à, à, phép giảm à, cắt giảm à, 50 điểm phần trăm ấy thì đang cho thấy rằng là những cái tín hiệu này đang cho thấy là khá là bình thường và cần có thời gian để à, để cho đến cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ các bạn nhé vào tháng 11 Tuy nhiên thì à, à ở trên toàn cầu thì chúng ta lại có những cái sự ảnh hưởng đó là gì À, các cái ngân hàng trung ương châu âu các ngân hàng trung ương à, à, châu á cũng đều bỏ có những biện pháp à, cắt giảm lãi suất theo fed fed thì cắt giảm 50 mươi điểm phần trăm nhưng mà các bạn có thể thấy à, vào những thời điểm này thì à, chúng ta sẽ nhìn thấy được là nhiều ngân hàng trung ương à, châu âu cũng cắt giảm lãi suất các bạn nhé à, và trên toàn thế giới thì các bạn có thể thấy được là à, Trung Quốc thì cắt giảm tới 30 điểm phần trăm. À, và xuống à, 2% này từ tháng 9 năm 2024. Hay là các bạn cũng có thể thấy được là à, vào những thời điểm này thì à, chúng ta đã thấy được là những cái nước như Nam Phi này, à, Indo này, Peru này, châu Âu thì 25 điểm phần trăm các bạn này, các bạn này. Canada thì cũng à, à, 25 điểm này đúng không ạ? Chile cũng thế này. Tức là hầu hết thì đều cắt giảm hết, tức là trên toàn cầu có một cái sự hiệu ứng Các bạn có thể thấy là như vậy Và trong ngày hôm qua thì các bạn cũng có thể thấy được là à, Ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì trong hai ngày liên tiếp Thì kết cầu uh, kết quả đấu thầu trên thị trường mở Đấy thì các bạn cũng có thể thấy được là Ngày hôm qua thì bơm ra là 23.000 tỷ à, Ngày hôm kia Và ngày hôm qua thì bơm ra là 15.000 tỷ nữa các bạn Như vậy thì chúng ta cũng là Đã thấy là 38.000 tỷ đã bơm ra và với lãi suất là từ 4,5 xuống 4,25 rồi xuống 4% rồi các bạn nhé Trên này đây là một cái, những cái hành động nới lỏng tiền tệ mà chúng ta đang thấy được trên thị trường là đang bơm tiền ra thị trường rất khá nhiều với việc điều hành của nền kinh tế của chúng ta à, các bạn cũng có thể thấy được khi điều hành nền kinh tế của chúng ta đó là gì à, vào những thời điểm này thì các bạn có thể thấy một cái, cái sự điều hành nền kinh tế là dựa trên lãi suất và tỷ giá thì uh, trong cái điều hành nền kinh tế này thì các bạn có thể thấy là lãi suất của chúng ta cũng đang uh, rất là ổn định đó là duy trì một cái mặt bằng lãi suất thấp và để có những động thái nới lỏng của chính sách tiền tệ đó là bơm tiền ra thị trường thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? cái cái dòng tiền nó sẽ dồi dào hơn ở trên thị trường và một phần nào đó cũng có thể chảy vào uh, thị trường chứng khoán nơi mà các cái thị trường ngách sẽ mang lại cho những cái sự lợi nhuận nhanh cho các cái nhà đầu tư thông minh à, và các bạn cũng có thể thấy được vào những thời điểm này thì à, ngân hàng nhà nước cũng à, à, chia sẻ đó là có những à, có những cái cơ hội để chúng ta đồng hành với nhau đó là, là mua thêm đô, à, mua thêm đô thì đó là cái động thái là sẽ bơm tiền ra thị trường, bơm tiền việt ra thị trường các bạn, thì à, mua đô thì mua đô vào thì sẽ phải dùng cái lượng tiền việt đưa ra thì các bạn có thể thấy đó là những cái chính sách mà đang ủng hộ chúng ta về mặt vĩ mô rất là nhiều còn về mặt đô thị thì giữa ITP để chia sẻ với các bạn là gì à, vào những ngày à, cách đây hai ngày thì các bạn có thể thấy là giữa ITP đã chia sẻ với các bạn là nó về VM50 về ở đây nó có những cái pháp bật tăng và các bạn đã nhìn thấy chưa ở đây nó bật tăng và ngày hôm nay thì các bạn đã nhìn thấy cái đô thị nó bật hỗ trợ nó bật tanh tách đúng không và có rất nhiều cái cổ phiếu đến từ cái khuyến nghị từ cái app chứng khoán ITP nơi mà tín hiệu đã được robot lọc ra một cái danh sách và trong đó có cái đội ngũ trader của câu lạc bộ ITP sẽ lọc ra thêm một lần nữa để cho chúng ta có những cái tín hiệu đẩy lên trên app làm cho chúng ta có nhiều cái cơ hội hơn cũng giống như là một cái tín hiệu khách quan đến kịp thời với mọi người khai vì phải xem video, theo dõi giữa ITP và hỏi chat nhiều hơn Các bạn có thể sử dụng app à, chứng khoán ITP Nhưng bên cạnh đó thì để có những cái tín hiệu tốt Hay là à, các bạn à, muốn tham khảo cái góc nhìn của giữa ITP Thì giữa ITP sẽ sử dụng bộ Ichimoku Trịnh Phát cũng sẽ tư vấn cho các bạn à, Bằng cách là các bạn mở tài khoản quét cái mã QR code ở phía trên là để mở tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán SI dưới ID 2771 các bạn nhé Để dưới chia sẻ với các bạn, bởi vì uh, có những thời điểm mà dưới phân tích về thị trường mỗi ngày chia sẻ cập nhật với các bạn thì đó là những thời điểm mà chúng ta uh, có những cái hỗ trợ về đến đây có mấy to thì bật tính tách các bạn. Đây. Các bạn sẽ thấy được là khi dưới sử dụng những cái dữ liệu trong quá khứ để biết được trước tương lai nó sẽ xảy ra điều gì thì đó là một trong những cái 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 ưu điểm mà giữa TV hay sử dụng <laughs> à, và những thời điểm này thì chúng ta sẽ thấy một cái điều đó là nhóm cổ phiếu vn30 ấy, thì các bạn có thể thấy được vào những thời điểm này tại sao giữa ITB nói với các bạn là trong video này thì mua gì cũng thắng thì chúng ta có thể thấy vào những thời điểm này thì khi các bạn nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái khi mà VN50 vượt qua những cái vùng đỉnh như mình đã chia sẻ với các bạn ngày hôm qua thì trong trung hạn thì chúng ta đã nhìn thấy được một cái điều là các bạn sẽ thấy một cái sự tự tin như thế này, này đó là cái việc mà cái giao gắm trong vòng 129 thì nó đã bắt đầu đi xuống và nó chập lại với cái quanh cái vùng là à, các bạn nên nhớ trước là hồi xưa à, nếu các bạn theo dõi các video của dưới ITB, sẽ thấy là thì dầu găm này đang là ở 1163 này, nơi mà rất nhiều bạn đã bị uh, bị bị uh, đánh lừa đó là khi bán hàng ngay tại 1184 bốn uh, và uh, các bạn có thể thấy là các bạn bán hàng ở 1184 và 1234, nơi mà những người khác mua lại rất nhiều. Nếu các bạn xem lại video của dưới ATP thì đó là những nơi mà chúng ta đã bắt đáy ở 1184 trong khi những người khác uh, uh, cắt lỗ đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy được là Tại sao nó lại nằm ở những cái vùng này và các bạn có thể thấy là VNĐ nó chỉ xuống đến cái vùng là gì? 1186, ở à, VN30 về 1186, còn à, VN à, à, index thì về 1184. Đây là những lý do mà có lẽ rằng là ngày hôm nay thì giữa ITB mới bắt đầu à, dần tiết lộ với các bạn. Thì các bạn cũng có thể thấy được là vào những thời điểm này thì chúng ta đang nhìn thấy ở trên khung đô thị tuần đó là à, các bạn thông cảm với mình chơi hơi nhỏ một chút xíu để mình chia sẻ với các bạn những ai mà là khách hàng của dự án sẽ hiểu nhiều hơn các bạn nhé đừng quên trở thành khách hàng của dự án đồng hành với nhau để chúng ta hiểu về hơn đó là lý do tại sao dự án bắt đáy ở đây và ở trên chỗ VN30 thì dự án đã chia sẻ với các bạn là hầu như là bắt đáy ở 1184 là gì bắt đáy cổ phiếu VN30 đó ạ và nó cũng đang chập lại với nhau và cái giao găm 129 nó đi xuống nó sẽ chập vào cái dao găm 65 và hướng lên thì các bạn sẽ thấy là một cái khung trời mới của chúng ta đó là tại sao có nói với các bạn là gì à, đô thị tuần hướng lên ở đây đúng không chập vào các bạn nhé hiện tại đang 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 tích lũy để chập vào cái đoạn này thì các bạn sẽ thấy là đang xu hướng lên mình chia sẻ các bạn xu hướng sớm à, nếu các bạn yêu thích những video như thế này thì các bạn hãy cho mình những lượt like nhé à, và các bạn đã nhìn thấy được một cái xu hướng ở trong ngắn hạn là một cái xu hướng tăng trong ngắn hạn là một xu hướng tăng và khi mình chia sẻ với các bạn là nó bật ở đây đúng không? Nó bật ở ngay tại vùng này thì các bạn đã thấy được nó đã tăng từ đây lên từ 1318 cho đến là 1344, tức là tăng 22 điểm rồi, à 26 điểm rồi. Các bạn thấy không? VN30 tăng 26 điểm là rất là khủng đúng không các bạn? Và các bạn sẽ thấy là một cái hướng xu hướng đi lên thì các bạn sẽ thấy nó đã bắt đầu vượt qua cái vùng cái, cái điểm vàng của mình đó là 1318. À 13 à ở đây chính là 1338 Sorry các bạn à, mình nhớ nhầm số đấy 1338 và lên đến 1344 này. khi vượt lên đến đấy thì các bạn sẽ thấy là nó rung lắc một chút xíu rồi để tiếp tục đi lên và sẽ tăng rất mạnh trong những tháng tới cuối năm cho nên các bạn sẽ tính năng là gì bởi vì các bạn đã nhìn thấy được là những cái lực cầu mua vào VNM mới rất nhiều và đã là bẻ được cái dấu gắm này bắt đầu hưởng lên này đây, bắt đầu bẻ nhá các bạn nhớ chú ý bắt đầu bẻ này và khi mà nó bẻ mà nó chập vào với nhau thì các bạn sẽ thấy là đi lên cái vùng là 1436 hay 1529 cũng là một câu chuyện rất là bình thường các bạn nhé Đấy mà dòng tiền vào nhóm viên 30 chúng ta có thể thấy vào ô hạt trong nhóm viên 30 Các bạn có thể thấy được vào những phiên giao dịch thì ở mỗi phiên giao dịch là 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 chúng ta sẽ thấy là ví dụ như giao dịch mà khi à, ví dụ như giao dịch là khoảng à, 20.000 tỷ đi thì cũng phải 10.000 tỷ là vào VN30 Các bạn nhớ chú ý dòng tiền vào VN30 rất là nhiều à, Có một điều mà các bạn sẽ thấy à, Chúng ta sẽ hành động như thế nào Và sẽ làm gì ra sao Thì các bạn có thể thấy là vnx Cũng có cái xu hướng sẽ đi theo VN30 VN30 tăng mạnh hơn và đi trước và thông thoảng hơn Nhưng mà vào những thời điểm này Thì các bạn có thể thấy rằng là Khi các bạn đồng hành với GITP Thì các bạn không thiếu những cổ phiếu đâu Các bạn không thiếu những tín hiệu đâu À, các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta cũng đang chờ đợi nhá Khi rất nhiều người mà mình nói, nói với các bạn đó là gì Bán cổ phiếu đi ở 1184 này Đấy bán được cổ phiếu đi ở 1184 và chờ ở cái vùng 11, 11, 116X ấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là gì Cái giao găm này nó sắp chuyển lên rồi Các bạn sẽ thấy là trong thời gian tới thì Cái giao găm này nó sắp chuyển lên này Và nó sẽ hội tụ quanh cái vùng là 1182, 1183 này này Và nó sẽ hướng lên thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn thấy điều gì à, đó là gì những cái sai lầm của những nhà đầu tư đã bán ở quanh cái vùng là 1184 nơi mũi tên giữa ITP chỉ và bán ngay ở cái vùng 1238 1240 nơi mà những khách hàng của giữa ITV hay đã nhận được hay những bạn đã xem video thì đều sẽ biết được là gì đó là những thời điểm chúng ta mua và mua các bạn nhé và thậm chí rằng À, vào những cái thời điểm ở 1184 thì các bạn là khách hàng của dự ITP thì sẽ tập trung mua cổ phiếu của VN30 và các cái cổ phiếu VN30 thời điểm đó là một cái thời điểm đã mang lại cho chúng ta lợi nhuận khá tốt. Các bạn cũng có thể thấy được là à, vào những thời điểm này nhá, khi mà các bạn nhìn thấy à, nhóm cổ phiếu của VN30 thì các bạn sẽ thấy điều gì nhá. À, mà giữa ITP chia sẻ rất nhiều trong cái danh mục của giữa ITP thì có rất nhiều cái nhóm cổ phiếu VN50 và với hiện tại thì các bạn cũng có thể thấy được là tổng cả danh mục thì đang có những cái lợi nhuận là lên tới 221 phần trăm các bạn nhé Và các bạn có thể nhìn thấy những cái nhóm cổ phiếu VN30 như là SSI này thì cũng đã lên được cái lợi nhuận là 13.4% rồi. Và thậm chí rằng là những cái cổ phiếu phía đoạn 6 ấy thì chúng ta cũng sẽ có những cái lợi nhuận là tốt hơn ở những cái vùng là khoảng 8 hơn 8% cái những bạn mà đến 6 cũng là mua được hơn 8% các bạn thấy cổ phiếu như HCM lợi nhuận là 30%. Đây là một những cổ phiếu vàng tăng trưởng của GITP đã chia sẻ và tiếp tục nắm giữ. Hay thậm chí cổ phiếu MBS cũng 21%. À, các bạn thấy có những cổ phiếu của nhóm VN30 như là CTG đang khoảng là 20% này. Và cổ phiếu như GVR ấy, thì đang là 19,6%. Và những bạn mua thêm những cổ phiếu GVR đang có lợi nhuận là 4%, 4,35%. Đúng không ạ? hay là những cái cổ phiếu thép mà chọn cổ phiếu thép mạnh ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là VGS cũng đang là có một cái sóng và cũng đang cho chúng ta lợi nhuận là lên tới gần 25%, 24.5% đúng không ạ? À, về cổ phiếu BID thì chúng ta cũng thấy thấy đây là những cái cổ phiếu ngân hàng à, đang có những cái lợi nhuận chắc chắn bởi vì trong các cái danh mục thì chúng ta cần phải có những cái danh mục à, chắc chắn và nắm giữ các bạn nhé để yên tâm hơn trong cái quá trình à, chúng ta nắm giữ trong mặt thời gian dài hơn hay thậm chí đang có những cái cổ phiếu mà chúng ta vừa mua ngày hôm qua thôi thì các bạn có thể thấy được là đã có những cái lợi nhuận là 5,6% rồi. Đấy, mới mua ngày hôm qua đó các bạn. Đấy, cho nên là vào những thời điểm này thì à, có lẽ rằng là tại sao là khi mà giữa ITB chia sẻ với các bạn những cái danh mục mà giữa ATB tham gia mua ở những cái vùng này 1184 thì mới có lợi nhiều, 1238 thì đang có những cái lợi nhuận là khoảng à, à 56 đến 8% đúng không ạ? cho nên là vào những thời điểm này thì như giữa ATV đã chia sẻ với các bạn những cái đường đường kháng cự thì nó đã bắt đầu vượt qua thật ra thì những cái chen này này giữa ETP ít vi vẽ lắm nhưng bởi vì giữa ITB muốn vẽ ra để cho các bạn một cái cái gọi là nhìn quá có vẻ nhìn là là là, là, là hấp dẫn nhưng mà thực tế rằng là GITP chỉ cần nhìn qua cái vùng đỉnh của Ichimoku Trịnh Phát thôi. À, đây là một cái bộ công cụ mà mình nghĩ rằng là đang mang lại cho cho với bản thân mình rất là phù hợp bởi vì mình có thể biết trước được tương lai cổ phiếu nào nó sẽ tăng đến đâu, nó chạm đến đâu, nó sẽ giảm các bạn nhé. À, và thời điểm nào chúng ta mua cũng giống như là ở những cái vị trí này thì GITP chia sẻ với các bạn mua rất là nhiều. Đấy, thậm chí là mua ở đây và giá tăng thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đang có lợi nhuận trồng lợi nhuận mua là thắng các bạn. Cho nên là các bạn chỉ cần có một cái tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán SI dưới ID 2771 và cài app chứng khoán ITP thì các bạn sẽ có những cái cơ hội để chúng ta đồng hành cùng với nhau cùng với ITP để chúng ta cùng nhau à, à có lựa chọn những cái danh mục. Các bạn đang gặp những cái danh mục khó khăn thì các bạn có thể liên hệ với dưới ITP bởi vì khi một cái điều kiện nó khá là đơn giản đó là gì khi chúng ta giao dịch tại công ty chứng khoán đất đai dưới ID 2771 với cái NAV lớn hơn 50 triệu thôi thì các bạn đã download app chứng khoán để các bạn có tham gia gọi VIP 2. Đây, gọi VIP 2 đây các bạn. Thì khi tham gia gọi VIP 2 thì các bạn sẽ nhìn thấy được những cái tín hiệu này. Ví dụ MBB này thì đang có lãi là 11.2% này. Đúng không ạ? Đây thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Rồi các bạn cũng có thể thấy được là những cái mã giống như SSI mới mua thêm này Đây. các bạn xem mới SSI ngày hôm qua cũng có những điểm chốt lời này ở cái vùng 27.6 này à, lãi 7,7 phần trăm này các bạn nhìn thấy không ạ Đây. và vừa nhận được cổ tức rồi vừa nhận được cả lại lợi nhuận nữa cũng đấy là một những cái tín hiệu rất là tốt vào ở trên thị trường thậm chí rằng các bạn sẽ có những cái tín hiệu đang chờ đang đang mở mua các bạn cũng có thể theo dõi vào các cái lệnh theo dõi thì các bạn sẽ thấy là STB này, đúng không? STB này đang có gần 70 anh chị đang xem, đúng không? Đang theo dõi cổ phiếu STB rất nổi ngày hôm qua đúng không? Hiện tại thì giảm mua từ 29.4 thì đang chờ những cái điểm chốt lời thôi. sắp đạt target rồi các bạn này, đúng không? Rồi cổ phiếu MBS thì cũng sắp lên đến những cái target để chốt lời đúng không? Rồi Hay thậm chí rằng các bạn cũng có thể thấy được là à, có những cái cổ phiếu như là à, DGW chúng ta cũng đang chơi những cái phá chốt lời này hay cổ phiếu VIX này cũng đang có những cái lợi nhuận rất là tốt các bạn. Các bạn nhìn thấy chưa? VIX này, AGR này đang có những cái cổ phiếu đang có những lợi nhuận này. Chúng ta cũng không phải quá lo lắng vào những thời điểm này đúng không ạ? Thậm chí rằng ở cái mảng chứng khoán phái sinh thì các bạn cũng có thể thấy được là chúng ta sẽ xem lại những cái vùng lệnh chúng ta có nhiều hơn để chúng ta tham gia cùng với đồng hành cùng với nhau các bạn. Đây bởi vì robot thì sẽ có những cái điểm lọc lệnh có những cái phá là ăn đến 19.6 điểm, đúng không? Cắt lỗ thì 1 2 điểm thôi, ăn lên 5 6 điểm 9, 5 điểm 9 điểm và 16 điểm đúng không? Thì sẽ cá vờ hết lại các cái lệnh lỗ này thôi. Nhưng mà để chúng ta đồng hành cùng với ITP thì sẽ lọc qua những cái lệnh này các bạn nhé, Sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều cái tín hiệu. Và hy vọng rằng là thị trường các bạn đang thấy là nó sẽ có những cái pha tích lũy về mặt ngắn hạn thì các bạn sẽ thấy điều gì trong ngày hôm nay? Đó là À, vào những thời điểm này thì các bạn có thể thấy được là trong ngắn hạn thì nó có thể rung lắc về quanh cái vùng gì một hai bảy mươi sau đó thì các bạn quanh cái vùng này thì các bạn sẽ nhìn thấy là gì nó có rung lắc ở trong vùng này trong vòng 2 tiếng đầu tiên ấy, thì nó cũng sẽ tiếp tục tăng lên các bạn nhé và có một cái điều kiện thứ hai đó là nếu nó không phá đỉnh cái vùng giá 1288 thôi còn nó phá đỉnh thì chúng ta sẽ xác định là cái dòng tiền liên tục vào vàm ra vào, vào thị trường trong đó nhóm cổ phiếu vn 30 và trong ngày hôm qua thì cũng đã khó khá nhiều cái cổ phiếu à, thì đến những cái điểm chốt lời trong ngắn hạn thì các bạn nhớ biết là tối ưu hóa giá 4 các bạn nhé và trong ngày hôm nay thì giờ itp sẽ chia sẻ với các bạn những cái cổ phiếu mà các bạn sẽ quan tâm vào trong thời thời điểm này có lẽ rằng là đây là một trong những thời điểm mà các bạn có thể quan tâm đến những cái cổ phiếu này của nhóm ngành bất động sản. À, các bạn nhìn thấy lại nhé trong cái nhóm ngành bất động sản là những nhóm ngành mà các bạn có thể à, à, kinh doanh được và trading thì các bạn sẽ thấy được những cái điều gì ví dụ như các bạn sẽ nhìn lại là à, các bạn kiếm được khoảng bảy tám phần thì ok có những cái cổ phiếu mà các bạn sẽ nhìn thấy là tạo sẽ ra tạo ra một cái cơn sóng mới ví dụ như à, chúng ta sẽ nhìn lại với à, những cái cơ hội những cái cổ phiếu ở à, gọi là ở phía dưới, kênh dưới các bạn Nhưng ở dưới, kênh dưới bây giờ là những cái kênh mà Sẽ hấp thụ những cái dòng tiền Thu hút được các cái dòng tiền Của các cái nhà đầu tư à, Đang cầm tiền à, Nó dễ dàng hơn, đúng không ạ à, Các bạn có thể thấy đó, đó là Chính là những cái cổ phiếu Ví dụ như cổ phiếu sell Đang nằm ở một cái vùng giá khá là Thấp so với vùng đỉnh cáo Của những cái thời điểm mà anh A7 đúng không Chia sẻ hay là cổ phiếu DG cổ phiếu PDR, cổ phiếu đất xanh thì giữa ITV sẽ chia sẻ với các bạn những góc nhìn về các cái cổ phiếu nhá ví dụ như cổ phiếu Shell thì các bạn cũng đã nhìn thấy được những cái điểm chúng ta tham gia mua ở hỗ trợ quanh quanh vùng 15.4 này đúng không nhưng mà vào những thời điểm này các bạn cứ đặt ra câu hỏi rằng là liệu rằng nó có tăng lên không thì hiện tại thì trong ngắn hạn ấy thì cổ phiếu Shell nó đang à, đang 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 đi lên và gặp rung lắc quanh cái vùng 16.4, 16.5 là hấp thụ nhưng có lượng tiền vào và mình tin rằng nó sẽ suýt lại và tích lũy ở đây và sẽ à, đi lên ở những cái vùng gọi là gì à, 17.7 cho các bạn chốt lời Đấy. còn bạn nào muốn mua thì có thể tham gia mua 15.9, 15.95 à, này rất là bình thường các bạn nhé còn bạn nào muốn mua Xấu hơn ấy, thì Đấy, đó là những điểm mà rất là khó để các bạn thấy khi các cái dòng tiền luân chuyển vào các cái nhóm ngành và chúng ta sẽ nhìn thấy được cái xu hướng tăng của những cái cổ phiếu sell sẽ tăng đến cái vùng này. Cho nên các bạn có thể tham gia mở mua quanh cái vùng này, quanh vùng 16 này để các bạn đi lên để vùng 10 17.7 tức là tăng vượt tương đương 10% các bạn nhé Đây là một trong những cổ phiếu mà tín hiệu giữa ITB chia sẻ với các bạn trong vòng khoảng vào đến khoảng thứ tư tuần sau các bạn nh nhìn thấy là khi hàng về thì các cổ phiếu sell ừ. mua là thắng các bạn nhá. Đấy. Rồi xác à, suất của các bạn thắng hơi cao đấy các bạn. Hay là một cái cổ phiếu khác mà như kiểu cổ phiếu GVR thì à, cũng là chia sẻ với các bạn thì vào những thời điểm này thì các bạn sẽ nhìn thấy điều gì? GVR vẫn đang tích lũy và chờ đợi à, một cái phá bùng nổ đỡ đồng thời với thị trường và nó sẽ quay trở lại những cái vùng đỉnh đó là gì? Cái vùng à, 39 và những thời điểm này thì có rất nhiều bạn chờ mua ở quanh cái vùng 34.85 nhưng mà với những thời điểm này thì ITB sẽ chia sẻ các bạn là những cái điểm mua nếu các bạn mua được ấy thì bắt đầu mua ở cái vùng giá 35.4, 35.5, thậm chí rằng là 35.85. Đấy thì các bạn đã bắt đầu thăm dò mua để chia tiền mua. Còn vào những thời điểm này quanh cái vùng 35 và là một cái vùng hỗ trợ khá tốt của à, cổ phiếu GVR mình, mình tin rằng trong cái thời gian sắp tới các bạn mua xong các bạn sẽ có những cái vùng giá 3940 đóng góp cho thị trường các bạn nhé còn à, vào những thời điểm này có khá nhiều cái cổ phiếu hay là ngày hôm qua thì chúng ta có những cái cổ phiếu như mua EVF đúng không Khi các bạn à, dưới ITV chia sẻ với các bạn mua EVF ở ở cái vùng giá là 11.6 thì cổ phiếu đã bắt, quay trở lại bật à, tăng trần tuy nhiên thì các bạn hãy chờ những thời điểm hàng về chúng ta có những cái cơ hội chúng ta đồng hành với nhau và chốt lời các bạn nhé Nếu các bạn cần thêm tín tín hiệu thì các bạn nhớ liên hệ với chữtivi bởi vì vào những thời gian tới thì mình tin rằng khi các bạn đồng hành cùng với mình thì cái công việc của chúng ta đó là à, một cái công việc mà các bạn sẽ nhìn thấy là gì tháng 9 vndex chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì vượt 1306 và nó sẽ tăng lên cái vùng 1.360 có thể chậm hơn một chút xíu nhưng chỉ cần các bạn có sự kiên nhẫn và cho nó thêm thời gian thì thị trường nó sẽ tăng mạnh hơn và tháng 10 là một cái tháng 10 rực rỡ và nụ cười sẽ tới các bạn nhé à, cho nên vào những thời điểm này thì khi chúng ta đồng hành cùng với nhau thì các bạn sẽ thấy tháng 10 trước cười đã à, à, tháng 10 nụ cười sẽ tới các bạn nhé và một trong một trong những cái thời điểm đó là chúng ta chờ đợi thì những cái sự kiên nhẫn của các bạn thì những cái cổ phiếu nào các bạn cần phải nắm giữ những cổ phiếu nào chưa tăng thì các bạn nhớ liên hệ với dưới ITP đồng hành cùng dưới ITP để các bạn nhận được những cái góc nhìn chia sẻ của dưới ITP đó là để cho chúng ta chuẩn bị cho giai đoạn mua gì cũng thẳng các bạn nhé bởi vì những cái tín hiệu sớm đến đến từ nhóm cổ phiếu viên 30 cũng đang mang lại lợi nhuận cho nhóm dưới ITV rất là nhiều và hy vọng rằng những cái chia sẻ của dưới ITV cũng sẽ mang lại các cái lợi nhuận cho các nhà đầu tư cũng giống như cách tối ưu hóa lợi nhuận hạ giá vốn à, của các cái cổ phiếu mà các bạn hãy để lại ghi à, comment các cái cổ phiếu của các bạn sau cái video này các bạn nhé và tương tác à, chia sẻ cái video này nếu các bạn thấy sự yêu thích và mình tin rằng tháng 10 các bạn xem lại video này nếu à, các bạn không thực hiện các bạn sẽ thấy những sự tiếc nuối ở trên à, thị trường mà mình tin rằng Tháng 10 các bạn xem lại một lần nữa thì các bạn lại thấy giá mà mình thực hiện luôn khi những cái chia sẻ của GDP trong cái thời điểm này đó là với... tổng kết lại là gì? Vĩ mô ủng hộ, dòng tiền ủng hộ và à, mọi thứ đang tốt dần lên thì mình tin rằng VNDAX tháng 10 nó sẽ à, tăng lên trong sự nghi ngờ của rất nhiều nhà đầu tư đó là tin tốt ra lại bán nhưng mà vào những thời điểm này không phải là những thời điểm mà chúng ta bán mà chúng ta phải gom mua cổ phiếu để làm gì mua gì cũng thắng các bạn còn lại là vào những thời điểm mà ai cũng nắm tiền ấy thì rõ ràng là thị trường nó sẽ âm thầm đi lên và mình đã chia sẻ với các bạn rồi đúng không ạ cho nên là một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video này rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái video đặc biệt như thế này cho nên tháng cười nụ cười sẽ tới các bạn hãy comment tháng cười nụ cười sẽ tới À, đến với uh, tài khoản của chúng ta vào dưới video này các bạn nhé để mình biết rằng là các bạn đã xem video này nhưng ai đang xem thì comment nè tháng cười nụ cười đã tới và uh, chia sẻ góc nhìn của các bạn một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video này rất nhiều và dưới ITP sẽ gửi các cái đường link khung chat để trên khung chat để chúng ta mở app chứng khoán ITP cũng giống như là download uh, để mở 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 tài khoản chứng khoán à SSI với ID 2711 để chúng ta đồng hành với nhau trong thời gian tới các bạn nhé Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video cũng giống như livestream à, à thực chiến phái sinh và cơ sở mỗi ngày. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng với ITV trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.